Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua, một đợt không khí lạnh mới tràn xuống đã ảnh hưởng đến thời tiết nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ nước ta. Ở miền Bắc trong ngày hôm nay, nền nhiệt giảm xuống rõ rệt. Các tỉnh miền núi, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 14 đến 16 độ. Vùng núi cao có nơi vẫn dưới 10 độ. Còn đối với khu vực Trung Du và Đồng Bằng, bao gồm thủ đô Hà Nội, thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 17 đến 18 độ. Trời vẫn rét sâu về đêm và sáng sớm. Còn ban ngày trời tạnh ráo và có nắng. Về trưa chiều, nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 22 đến 24 độ. Với mức nhiệt này thì miền Bắc đón hai ngày cuối tuần trong thời tiết trời rất nhẹ. Dự báo đến ngày 17 tháng 11, một đợt không khí lạnh mới tiếp tục tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao nên sẽ gây ra mưa rào rải rác và mưa dông cho các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Ở miền Trung, khối không khí lạnh tăng cường cộng với đới gió đông trên cao khiến cho mưa có khả năng mở rộng ngược ra phía Bắc. Dự báo trong ngày hôm nay sang đến ngày mai, mưa trải dài suốt dọc các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Thuận. Cụ thể, từ nay đến ngày 15 tháng 11, từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến vượt mức 200 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Ở khu vực Bình Định cho tới Khánh Hòa với lượng mưa phổ biến ngưỡng từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Mưa tăng nên nhiệt độ trong ngày ở miền Trung cũng giảm xuống. Ở vùng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Còn từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ dao động từ 20 đến 23 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng cho tới Quảng Ngãi, nhiệt độ là 24 đến 27 độ. Còn đối với các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Ngoài gió đông thì mưa cũng diễn ra nhiều ở các tỉnh phía Nam. Dự báo trong chiều tối và đêm nay sang đến ngày mai, ở Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa nhiều nơi. Trong đó, các tỉnh thuộc phần phía Nam của Tây Nguyên cũng như các tỉnh miền Đông Nam Bộ, cục bộ có mưa vừa và mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Còn về nhiệt độ thì ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt trưa chiều dao động trong khoảng từ 25 cho tới 28 độ. Trong khi đó, tại Nam Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngoài ra, ở vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, từ Vũng Tàu đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhưng chưa dừng lại ở đó, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì từ nay đến hết năm 2021 sẽ xuất hiện khoảng từ 2 đến 3 xoáy thuận nhiệt đới là áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên khu vực Biển Đông và có thể đổ bộ vào đất liền nước ta. Trọng tâm chủ yếu là khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ. Sang đến thời tiết, khu vực phía Tây, Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ.
nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Sang đến thời tiết, khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm và sáng trời rét, phía nam trời lạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 25 đến 28 độ, phía nam là từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.